Xin chào cả nhà mình. Vâng, lần này rất vui lại được lại cả nhà mình trên kênh Thiên Bonsai. Vâng, hôm nay tôi không giới thiệu về cây nữa mà tôi lại giới thiệu đến cái hàng Tết của chuẩn bị tung ra thị trường để phục vụ bà con trưng Tết. Mà hôm nay đặc biệt đó là cây hoa hồng mà tôi cũng đã ươm và chăm sóc được mấy tháng nay. Vâng, cây hoa hồng này là xuất xứ và được nhập từ Đà Lạt quý vị nhé. Và hiện bây giờ cây đang phát triển rất tốt, chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán mừng xuân năm 2023. Thì hiện tại bây giờ là cái cây đang phát triển rất là sung quý vị nha. Vâng, trên hiện bây giờ là vườn hồng của Thanh Đình là có rất nhiều chủng loại to bé và màu. Thì hiện bây giờ là 4-5 loại màu. Và hiện tại bây giờ là cũng có một vài số bông đã nở để chuẩn bị cho cái ngày xuân. Thì đa phần lớn là đang nụ quý vị nhé. Phần lớn là đang là nụ, quý vị thấy này, màu hồng nhạt, màu cam rồi màu nhung rồi là đây, đủ loại, quý vị thấy này. Đối với một cây hồng phát triển như này thì quý vị thấy là kỹ thuật ương cũng không đến nỗi phải không quý vị, bởi vì cây hoa hồng là nó được xuất xứ Đà Lạt mà chuyển về tới Trà Tân, nước Bình Thuận mà chăm sóc mà phát triển như này thì quý vị thấy là khu đất là khó khăn. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về cái cách chăm sóc sau. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị là về cái chuẩn bị cho cái rả bông mà phục vụ ngày Tết. Vâng, chuẩn bị phục vụ cho bà con lên trước ngày Tết. Thì hiện tại bây giờ là cây đang phát triển nụ và đơm nụ hết rồi, chuẩn bị cho ngày Tết. Quý vị thấy ở đây là phần lớn là nụ hết. Thì cái giá thành thì tôi cũng thông báo là thật sự là cũng rất là rẻ thôi. Gốc rất là lớn, những cái cây bonsai rất là lớn, hồng này. Giá thành thì loại lớn nhất là chỉ có 120k một chậu. Mà bé nhất ấy thì cũng chỉ có 100k quý vị ạ. Bé nhất thì 100k, cho nên là với cái chăm sóc và có những cái gốc bonsai to như này mà giá thành như này thì tôi thấy là cũng rất là hợp lý. Vâng. Bông thì rất là nhiều, quý vị thấy là đây nè. Cái bông đây là nó tượng trưng cho màu cam này quý vị ạ. Màu cam mà trên một cây thì hiện giờ nó mới có một bông thôi, nhưng mà nó là màu vàng cả vàng. Xin lỗi quý vị là hôm nay tôi giới thiệu là màu cam là sai, đây là màu vàng. Đây mới là màu hồng. Thì bây giờ là hiện giờ thì nó chỉ nắp ác ít bông thôi, nhưng mà phần lớn là bởi vì đây là tôi chăm sóc để phục vụ Tết, cho nên là giờ này đang nụ quý vị ạ. Giờ này đang là nụ. Sang núi bên đây thì quý vị cũng thấy là cũng phần lớn là nụ. Đây quý vị thấy là điển hình là cây này nó có một cái bông này, quý vị thấy là to, bông to như là vụng tay. Đối với cây hồng bonsai mà bông cỡ này thì quý vị thấy là rất là đặc. Số lượng cũng chỉ 500-700 chậu thôi, cũng không có nhiều, bởi vì tôi có phát triển thêm cái về cây hoa hồng này thôi, chứ còn là cái chính của tôi vẫn là tạo dáng cho cây bonsai. Nhưng mà để cho có thêm thu nhập vào ngày Tết thì tôi làm thêm hoa hồng. Thì rất mong quý vị sẽ cập nhật vào cái trang Thanh Đình Bonsai và ủng hộ kênh Bonsai. Để có thứ nhất là theo dõi kênh, thứ hai là có cây hồng để chung Tết quý vị nhé. Đây quý vị thấy này, bên đây là cũng thế này. Giờ này là đa số là đọt hết quý vị ạ. Đọt và nụ. Cây phát triển rất là hoành tráng. Quý vị thấy này, bông này. Bông rất là đẹp. Rất nhiều chủng loại màu, nhưng mà phần lớn là màu, phần lớn là màu hồng và màu hồng nhạt và hồng đậm, hồng đấy. Màu đỏ cũng có quý vị ạ. Đây nụ rồi, nói chung là phần lớn là nụ. Bây giờ là chuẩn bị cho Tết, cho nên là mục đích, cho nên là tôi cũng chăm vào dịp Tết để mà làm sao là quý vị trên một cây mà quý vị có được mấy bông trưng thì nó là tuyệt vời nhất. Đấy, quý vị thấy này, bông. Tôi cũng giới thiệu với quý vị về cái vườn hồng của Thanh Đình Bonsai để chuẩn bị phục vụ ngày Tết. Cũng rất mong quý vị ủng hộ kênh Thanh Đình Bonsai, bấm like và ủng hộ kênh. Thứ hai đó là cũng chúc sức khỏe đến cả nhà mình có sức khỏe dồi dào để chuẩn bị cho đón một cái mùa xuân năm 2023 thật là hoành tráng và ok nhá quý vị nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại.